Bữa nay Mỹ Tèo mới được nghỉ lễ nè cô chú. Bữa nay ông nội lên xì phố đón ba Mỹ Tèo về quê chơi. Ba tính là đi về mình bỏ nó rồi đó chứ. Mà tại bữa lễ bỏ nó nhiều quá, bây giờ mà không lên nó trách móc, nó giận hờn nữa. Bà này mà chỉ cần đọc câu thằng chú đi chơi cái hang là riu ra riu rít đi theo riu riu luôn, không rời một bước luôn cô chú. Lên xe thậm chí cho ngồi băng sau cũng không ngồi, phải chồm ra đằng trước như vậy ngồi với ba mới chịu. Tính ra là hôm nay đã là ngày 15, 16 rụng dâu gì rồi đó cô chú, nhưng mà nó vẫn còn cho nên là phải mặc tả. Mà ba đã quyết định rồi, thôi năm nay kinh tế khó khăn, hết tiền rồi nghỉ khỏe dẹp, không có đẻ gì trơn. Cái đoạn qua cầu Rạch Miễu tính quay nó nhưng mà kẹt xe quá trời kẹt xe, trước mặt là nguyên chiếc container luôn, cũng đâu thấy cái cầu Rạch Miễu đâu, cho nên là bỏ luôn không có quay. Lúc này là ông nội ghé mua vịt quay xong mấy bạn nhỏ nhận ra bà Tèo, trời có bà bất cỡ cô chú. Nè cô chú, coi nó hung ba đó nè. Nó mà định số 2 là khó mà kiếm ai định số 1 luôn cô chú. Khúc này là bà nội ra cổng đón Mỹ Chèo, xong cái vô nhà nhớ nhìn thấy hai đại ca đó chuẩn bị đó cô chú. Bước xuống cái là bùm 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 bùm, dép lá cà chập bột liền. Nhưng mà đố cô chú là ai là người ba gai đó. Ba cũng dự tính hết tình hình rồi, cái tính cà khịa nhưng Tèo vừa quê lên tới nào cũng trẻ da tróc giải à. Kệ nó, ba cho bụi đời luôn, xả stress. Ngày mai cho đi lượm mương bắt cá luôn. Có gì ba sẽ cập nhật tình hình cho cô chú biết sau nghe. Bye bye.